Chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, một ngày làm việc thành công, hạnh phúc và may mắn. Vâng, trong cái video ngày hôm nay, nó là một cái video cuối cùng về một cái chủ đề về hai cái thành phần đã ăn cắp cái list danh sách của nhà vườn Hải Đăng. Tại sao vừa nãy nói đây là cái video cuối cùng? Vâng, nói thực sự với các anh chị như thế này. Thực ra thì vườn không muốn làm cái video này nữa đâu. Bởi thứ nhất là đó là trong cái tình hình dịch bệnh rất là căng thẳng như này, mọi người đều gồng mình chống dịch rồi, cho nên không muốn tiếp nhận thêm một tí cái thông tin tiêu cực nào nữa. Đấy. Cái thứ hai là cái chủ đề này vườn cũng đã làm rồi và có khi cũng có những khách hàng bảo rồi, biết rồi sao lại còn cứ nhắc lại nữa. Đấy. Thế nhưng mà cái lý do mà cái vừa à, mà lý do mà vườn làm video này đó là khi mà nhà vườn hôm trước làm một cái cảnh báo về cái video thì cũng có các anh chị đã nhận được, nhưng có những khách hàng thì lại chưa kịp nhận được và hôm qua thì tới tấp gọi đến nhà vườn để xác nhận lại thông tin. Đấy. Cũng như anh chị đã gọi đúng đến số điện thoại chính của nhà vườn là 0966 446 329 rồi mà vẫn cứ hỏi đi hỏi lại là ôi xin lỗi anh chị, có đúng thực sự đây là số của nhà vườn không? Bởi gì cũng đã có loan tin rằng là đã có những cái thai cái thành phần đấy, đấy đã có những cái thành phần mà đã ăn cắp những thông tin của nhà vườn, họ có đổi được số điện thoại hay không đấy, thì đây cũng rất là này. Rồi những cái thành phần rồi có những khách hàng cũng đã mua gửi hàng xa thì bảo là bình thường thì cứ đến thì khách nhận thôi, nhưng mà ngày hôm qua khách lại bảo rằng là cho gặp lại chủ vườn, bảo vâng ạ, cho tôi xin hỏi đây có chính xác chị phải là chủ vườn nhà vườn Hải Đăng không? Đó, đúng rồi ạ. Vâng, tôi cũng phải gọi chính xác vì tôi bỏ tiền ra mua thì nó phải đúng cái sản phẩm chất lượng chứ không lại tiền mất tần mang. Đó. Rồi những anh chị nội thành thì cũng báo với nhà vườn, có anh chị giật mình thì đã mua phải của thành phần này ăn cắp đấy rồi. Có gửi lại cây cho nhà vườn thì đúng thực sự là nó không còn gì để nói nữa rồi. Rồi, và có anh chị nhắn tin đến nhà vườn là ôi, sao không giao hàng cho anh chị? Thế đến lúc ý mình nhớ ra là thôi chết rồi, anh đặt hàng của thành phần ăn cắp rồi. Thế thành phần ăn cắp hôm qua chắc là nhận được cái thông tin đấy, không dám giao hàng cho anh. Đó. Đấy, ngày hôm qua là vườn hầu như nghe những cuộc điện thoại tiếp nhận để xác minh thông tin thôi. Đúng rồi, đúng không các bạn? Đúng là khi mà nó đã nảy sinh ra những cái thành phần ăn cắp ấy, thì thực sự với anh chị rằng là nó gây ra rất nhiều cái hỗn loạn. Đấy, gây ảnh hưởng đến công ty này, ảnh hưởng đến các anh chị nữa. Đấy. Bị mồi chài, bị chèo kéo, mua những cái sản phẩm đó, kém chất lượng, tiền mất tật mang. Vâng, cũng rất là cảm ơn khách hàng cũng đã gọi lại để xác nhận lại thông tin, và các anh chị cũng rất là thông minh khi chúng ta lựa chọn nhà vườn Hải Đăng. Thì anh chị cũng biết rằng khi mà những cái thành phần ăn cắp đấy nó nảy sinh vì nó nảy sinh những cái lòng tham đúng không ạ? Khi đến nhà vườn làm và thấy cái nhà vườn uy tín bán được hàng thì cái lòng tham nó sẽ nổi lên. Đấy. Lòng tham nổi lên thì nó sẽ làm mù đi cái con mắt. Đó. Xong bắt đầu trở về và đi lấy cắp những cái hình ảnh ở ngoài. Đấy. Lấy cắp những hình ảnh ở ngoài, đăng bán lên với những cái thông tin là tư vấn này 24 trên 7 này, rồi thế lọ thế kia. Đấy, cũng cứ ngồi ở nhà nghĩ ra những cái câu từ nó rất là hay ho để lừa bịp mọi người thôi. Đấy. Thế nhưng mà bây giờ cũng rất là vui với các anh chị mua hàng cũng rất là thông minh rồi. Các anh chị cũng phải biết rằng là chúng ta mua hàng ở những nhà vườn uy tín này, chúng ta chọn lựa ở những nhà vườn uy tín này. Trước mắt là chúng ta phải xác định thông tin cái số điện thoại là một này, đúng không? Chúng ta xác định cái địa chỉ nhà vườn này, phải nhà vườn nó phải đúng chứ đúng không ạ? Đấy. Xác định cái ví dụ nhà vườn ấy nó có đã hoạt động bao nhiêu năm rồi, đúng không ạ? Các chị em mới tin tưởng để các chị đặt cái niềm tin vào nhà vườn để mua được những cái cây giống chất lượng. Còn với những cái thành phần ăn cắp, ngay về cái ăn cắp thì nó đã không có một cái tư cách gì để chúng ta giao lưu rồi. Nó là dưới đáy của xã hội rồi, đúng không anh chị? Nó là dạng dưới đáy của xã hội rồi. Đấy. Thì chúng ta đã, nếu mà chúng ta chẳng may chúng ta giao lưu như thế thì chúng ta nó đã vấy bẩn vào cái nhân cách của chúng ta nữa cơ. Đấy, đúng không? Nó là dạng ăn cắp, là dạng dưới đáy của xã hội rồi. Đấy. Và thứ nhất là nó lại còn không hiểu gì về cái sản phẩm nhiều nữa. Nó mới đi làm cho nhà vườn được bao nhiêu buổi đâu. Đấy. Thì bắt đầu là đồng tiền nó làm mù con mắt, bắt đầu nó quay ra đúng không? Đấy, bây giờ cũng chỉ nói với anh chị như thế này. Bây giờ nếu như có anh chị cũng đã mua phải của anh thành phần ngắp cắp rồi, thì anh chị thử điện lại cái số điện thoại đấy thôi. Anh chị bảo rằng là
À, mai chị đi qua cái khu vực đấy, anh chị muốn vào vườn em tham quan. À, và hỏi thêm một cách tư vấn cho chị là cây ăn quả này bao giờ ra quả? Đấy. Quả này ví dụ cái cây này trồng nó như thế này này thì cái hiệu quả kinh tế đến đâu? Thì có dám thì các anh chị sẽ xác minh được xem là có dám nghe điện thoại nữa không? Đấy. Đúng không ạ? Có dám nghe điện thoại nữa không? Anh chị chỉ search cái cần search cái số điện thoại đấy lên mạng, nó hiện ra ngay cái chữ ăn cắp. Là anh chị đã có đủ tin tưởng hay không ạ? Anh chị cứ thử search lên hai cái số đấy, anh chị search lên trên YouTube này đi, ra ngay là cái số ăn cắp ngay. Đúng không? Thành phần ăn cắp nó là thành phần đáy của xã hội rồi. Đúng không ạ? Đấy. Cho nên là các anh chị cũng rất là thông minh khi ngày hôm qua cũng đã gọi điện để xác nhận lại thông tin. Và vườn cũng báo rằng chắc là trong ngày hôm nay hoặc là trong phải đến 10 ngày nữa thì nhà vườn cũng sẽ vẫn phải trả lời. Vẫn phải xác định nhận lại thông tin để những khách hàng quen. Đấy. Đấy, cái số điện thoại của thành phần ăn cắp là vườn để lên trên rồi, cái hình ảnh cũng đã có sẵn rồi. Còn nếu mà cái số điện thoại nó có thay thì cái hình ảnh, cái bộ mặt ăn cắp đấy nó không thể thay được, đúng không anh chị? Chỉ có đi thẩm mỹ thôi. Nhưng mà kể cả có thẩm mỹ đến mức độ nào thì cái nhân cách, à đấy, con người nó không thay đổi được, đúng không? Cái thành phần ăn cắp thì không bao giờ nó trong sáng được đâu anh chị ạ, đúng không ạ? Đấy. Thế thì đấy là cái lý do mà vườn làm cái video ngày hôm nay. Đó. Thế thì vườn cũng nhắc lại với các anh chị như thế này. Nhà vườn có 4 số điện thoại chính là 0966 446 329, 0968 417 41390, 0972 917 280, 0945 601 326. Và có hai cái số điện thoại phụ nữa nhưng mà cũng ít dùng, chủ yếu kết nối qua Zalo, thì cái tên Zalo đó là Hải đấy, tư vấn Hải Đăng hoặc là Hòa Cây Giống đấy, có thêm hai cái Zalo phụ nữa đấy. Thế nên là anh chị rất là thông minh khi đã gọi lại xác nhận với nhà vườn, cũng rất là cảm ơn anh chị, và đây cũng là cái video cuối cùng, rất là mong các anh chị sáng suốt lựa chọn những cái nhà vườn uy